Sửa lỗi không mở được file ảnh JPEG rất đơn giản. Ok, đã xong, chỉ cần đổi lại định dạng video như mình là ping. Mình sẽ xóa những chữ Việt và làm full ảnh Ok, rất đơn giản đúng không?
Bây giờ thì cô mở được file ping. Đơn giản là chúng ta sửa lại định dạng file. Ok.
có vẻ không ổn rồi.